những đàn ông mới chia đàn ra và kiểm tra chúa. Bây giờ đi kiểm tra chúa. Ngày hôm đó, tôi chia đàn rồi, bây giờ có mũ chúa. Bây giờ tôi kiểm tra xem chúa đâu. Em phải đứng ở bên trái anh. Em đứng đấy không bao giờ xem được. Anh xem đường này, em xem đường đấy. Đấy, đứng đây. Đứng đây. Ôi, cái tên là đồ chết. Chưa nhìn thấy chúa đâu. Để nhiều nhộn thế. Còn chạy vẫn chưa tìm thấy chúa. Đây 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 chúa này. Chúa loan này đó. Thấy chúa rồi. Ừ, thấy chúa rồi. Chúa là mới là hôm nọ hôm nay. Mới đi kêu được chúa. Nhưng mà chú biết là còn chú rất là đủ. Đấy, kiểm tra thấy chúa rồi thì thôi không cần kiểm tra nữa. Mục đích hôm nay kiểm tra là chỉ tìm chúa. Không có khói, không có khói, không có khói. Sang đàn thứ hai. Đàn này cũng kiểm tra, mục đích là kiểm tra xem có chúa không. Đàn này cũng mục đích chính là kiểm tra xem có thấy chúa không. Đây, cấy mũ chúa ở đây, không biết là chưa. Chưa lở nhỉ? Chưa thấy lở. Chưa lở. Vậy thì không cần kiểm tra nữa. Đàn này là chưa mũ chúa, chưa lở. Đây là chưa có chúa. Ta chỉ cần... Mục đích chính của ta hôm nay là kiểm tra xem chúa. Chúa tơ. Như vậy là chưa có chúa. Đại bản. Đàn lưỡi.
cưới thì mình cũng mua mấy thứ. Ít khỏi quá. Không có khói gì. Có rồi. Nọ nó bay đi mất, nọ nó chúa nó sắp lở đây này, làm mũi chúa rồi. Thế nó mất chúa rồi. Đi rồi, nọ đâu đông lắm rồi, tướng quân. Mũi chia mất rồi. Chia mình không biết hả? Không biết. Đấy, không thấy mất cửa rồi. Cái cơ lá nữ. Cơ đầy nữ rồi. Lũ rồi. Lũ rồi. Thế hôm nọ mình quay mình lại cắt hết lũ đi. Thế hôm nay dự trường mình lũ mình quay được lũ. Còn cái mũ già sắp lở. Cái nữ phấn. Tóm lại không có chúa. Đấy. Nó mới xịn mũ. Các bạn xem video, đăng ký kênh, chia sẻ để xem các video tiếp theo. Xin chào các bạn. Đàn này không có chúa.